Chuyện gì đây? Lại nói câu chuyện anh Nguyễn Thanh Sơn đi. Ở đây rồi. Trời, thiếu gì? Thế thì trước khi nhà cháu bình luận nhiều thì mời quý cô, quý bác, quý anh, quý chị, quý ông, quý bà nghe một cái video gặp gỡ nhau giữa của hai anh em này vào hồi một năm trước đây, nói về rất nhiều sự kiện mà nó liên quan đến những sự kiện một năm trở lại đây. Cuộc gặp này là xảy ra lúc nửa đêm đấy, giữa một ông anh trai tên là Nguyễn Thanh Sơn và một ông em tên là Hoàng Duy Hùng, cách nhau rất là nhiều múi giờ, 12 múi giờ chẳng hạn. Là nó cũng là cái dịp mà cũng đã giúp cho anh em chúng mình có cơ hội để tương tác ngày hôm nay. Thật sự phải nói đây là một niềm vui vô cùng. Và hôm trước thì không kịp gặp anh ở Việt Nam, và em rất tiếc, nhưng bây giờ thì gặp được anh ở qua Zoom thì cũng là một điều vui vô cùng, thưa anh. Dạ, chào anh. Trước hết là chào buổi sáng Hoàng Duy Hùng. Dạ. Bởi vì bên đó em là mới 2 giờ sáng, nhưng mà nó đã sang ngày 28 rồi. Thế nhưng mà... Bên này là ngày 27, bên anh đi trước em 12 tiếng. Dạ. À đúng rồi, 27. Ở đây là 28 rồi. Dạ. Lần trước chú, vì anh muốn dành thời gian cho chú thật nhiều, để một là nó cũng là cái dịp mà Covid nó đang hoành hành ghê quá. Hai nữa là tạo điều kiện để cho chú có thời gian chú đi lấy đó. Thế rồi là chú tiếp tục có cái cảm nhận về đất nước. Đó. Dạ. Thế rồi là tiếp tục chứng minh cho mọi người thấy được cái tình cảm và cái tấm lòng của mình với quê hương đất nước. Dạ. Nó có đúng như là Nguyễn Thanh Sơn mong đợi hay không? Và đúng như là anh em mình đã cam kết với nhau trước đó, từ năm 2012, 2013, 2019 cho đến bây giờ. Đó. Cho nên là đang có một cái chương trình rất là hay chờ Hoàng Duy Hùng, đó là cái chuyến đi Trường Sa tháng 5 tới đây. Và nếu như mà Hoàng Duy Hùng trở về, anh sẽ cố gắng cùng với anh em đi Trường Sa lần này với Hoàng Duy Hùng ấy, thì mới thấy được tất cả những cái gì mà chúng ta đã nói chuyện với nhau. Cũng như là cái mong muốn của em ấy, là tận mắt nhìn thấy biển đảo. Vì những lần về vừa rồi thì em mới thấy cuộc sống của nhân dân trong nước, ở trên đất liền, ở các tỉnh, các địa phương, mặc dù chú đi rất nhiều từ Bắc chí Nam, nhưng mà còn một cái nơi nữa chú phải ra, đó chính là hải đảo. Đó chính là lãnh hải thiêng liêng của chúng ta, mà Hoàng Duy Hùng chắc là cũng mong ước rất nhiều. Đúng không? Thế thì cái việc mà năm nay ấy, là Bộ Ngoại giao phối hợp cùng với lại Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân tiếp tục tổ chức cái hải trình Trường Sa cho bà con đi năm nay, sau khi mà Covid nó tương đối vãn hồi, thì cái đó là cái rất may mắn cho em. À, thế là chính vì vậy mà thông qua VTC News hôm nay ấy, thì kết nối Zoom với Hùng ấy, anh thấy là cái góc nhìn Hoàng Duy Hùng nghe chừng nó có vẻ rất là sáng lên. Em có đăng ký qua Tổng lãnh sự ở Houston để đi Trường Sa. Em tin rằng là 90% là em sẽ được đi, nên em cũng đang sắp mua vé. Thì hy vọng là em sẽ gặp anh trên chuyến tàu đi Trường Sa. Thì đó là niềm vui vô cùng của em, như em đã được anh hứa từ trước là anh em mình đi trên chuyến tàu đi Trường Sa sẽ có nhiều giờ để tâm sự và nói chuyện với nhau về đất nước. Đó là vấn đề Trường Sa. Còn chuyến đi vừa qua của em ở tại Việt Nam đó, phải nói rằng là vừa rồi em đi em rất hiểu và em học hỏi thêm, nhờ nhất là được đi từng những cái bước mà bác đã đi qua, mỗi một cái đoạn đường đó em rất là xúc động, từ hang Bắc Bó cho đến những nơi mà bác đã đi qua, thì em mới hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam, nhất là những người cộng sản đấu tranh gian khổ như thế nào anh. Cho nên em một lần nữa xin cảm ơn anh đã thông cảm và hiểu cho em. Anh muốn để chú chứng minh cho mọi người thấy rằng là cái tâm huyết của chú với đất nước, và cái việc Hoàng Duy Hùng trở về với tổ quốc, với đất nước qua góc nhìn Hoàng Duy Hùng, nó là từ trái tim, từ đáy lòng. Thế nên là anh, cho nên chính vì vậy mà anh tuy chưa gặp chú, nhưng mà anh vẫn cứ trao đổi với chú qua điện thoại, hoặc là qua cái đợt trao đổi với Bonsa TV, là anh có mong muốn ấy, là chú tới đây, chú đi Trường Sa, thì chú sẽ thấy được là cái trách nhiệm của chú đối đất nước lớn. Cũng như anh nói với chú mà 20% mà chú sẽ chứng minh cho đất nước thấy thông qua cái công việc chú đang làm và cái hiểu biết cũng như là kiến thức của chú
đối với lại cái thực tế của đất nước chúng ta trong vấn đề bảo vệ, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo nó rất là hay. Cái đề tài mà nếu mà chú sau khi chú đi thực tế, nếu lần này chú về chú đi Trường Sa mà chú thấy được tận mắt và tai chú nghe được tất cả những ý kiến của cán bộ chiến sĩ nhân dân ở vùng biển đảo của chúng ta, thì anh nghĩ rằng là chú sẽ có những cái xúc động sâu sắc hơn, thế và chú sẽ có những cái quyết sách và những cái suy nghĩ đúng đắn để mà chú cùng với lại cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại nói chung, Hoa Kỳ nói riêng, và cùng với anh em ở trong nước sẽ có những cái kiến nghị với đất nước, những cái vấn đề sát thực hơn về công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, vì chú là luật sư đúng không, làm sao lợi lại cho đất nước, lợi cho nhân dân. Và những cái phát biểu của chú trên góc nhìn Hoàng Diêu Hùng ấy về con đường đi lên của đất nước Việt Nam, về sự hội nhập với thế giới của đất nước và dân tộc chúng ta hiện nay, cũng như là chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước chúng ta, thì nó sẽ càng rõ nét hơn thông qua cái công việc chú đang làm, cái chuyên môn của chú có. Thế rồi thì là anh vẫn nói là cái hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam vào với Mỹ, vì sắp tới đây là nhiều doanh nghiệp Việt Nam mà sang Mỹ sẽ thông qua chú, không ạ? Có những cái khi người ta phải đến để mà nhờ chú tư vấn để làm sao mà có những cái hội nhập với cái thị trường rất là lớn, rất là khắt khe để mà nó dễ dàng hơn. Thì cái góc nhìn Hoàng Duy Hùng bây giờ, ngoài cái vấn đề chính trị, những vấn đề tình cảm dành cho đất nước và đánh giá về tình hình đổi thay trong nước, thì chúng cũng có những nên có những cái chương trình để mà gợi ý cho các doanh nghiệp Việt Nam. Góc nhìn Hoàng Duy Hùng cũng như là con đường trở về của Hoàng Duy Hùng là từ trái tim, từ đáy lòng. Thế và cái quan hệ của Hoàng Duy Hùng với Nguyễn Thanh Sơn là quan hệ không thể chia rời được, phải không ạ? Dạ, vâng. Anh như chú là có những cái quan hệ tình cảm nó rất sâu sắc, gắn bó. Yeah. Và anh cho rằng là cái việc mà em trở về với quê hương đất nước thông qua những cái chuyến về trong nước vừa rồi và những cái suy nghĩ của em thì nó là từ trái tim. Anh nghĩ rằng là cái góc nhìn Hoàng Duy Hùng nó sẽ là một cái chứng minh để cho những người còn chưa hiểu, hoặc là để cho nhân dân đã yêu quý em rồi, đã thấy em rồi thì ngày càng tin tưởng quý mến hơn, để thấy rằng là cái sự chân thành, cũng như anh vẫn nói với rất nhiều anh em ở bên đó khi gặp nhau ấy, và cái thời gian đầu với chú ấy, là cái sự chân thành cởi mở nó sẽ là cái cầu nối, phải không ạ, cho bà con anh em ở bên ngoài với nhân dân trong nước, cũng như là chú với nhân dân trong nước, phải không ạ? Cho nên là anh hy vọng là thời gian tới đây thì cái niềm tin và cái tình yêu thương của nhân dân trong nước dành cho chú nó sẽ là tuyệt đối, nó sẽ là tuyệt đối, và chú sẽ tiếp tục đóng góp. Nhưng mà thưa anh, là vừa rồi đó em về Việt Nam xong rồi em về lại đây, phải nói rằng là nguyên liệu mà để lòng em có lửa viết á, thì nó nhiều lắm. Cho nên em vừa về tới đây mà em cũng đã có 3 bài em gửi cho báo Đại Đoàn Kết, cho các báo, là ưu và khuyết điểm cũng như những cái gì mà em nhìn về đất nước. Thì em cũng xin khoe với một chút như vậy. Tức là về mình nhìn thấy được á, nó làm cho mình có cái cảm giác và cái xúc cảm, cái lửa nó cháy trong lòng mình viết nó dễ hơn nhiều. Nên em tin rằng nếu mà em đi Trường Sa đó, em về em ngoài cái việc mà phổ biến trên kênh YouTube rồi, thì em có chất để em viết cho những cái bài về vấn đề mà Trường Sa, làm sao bảo vệ được biển đảo của chúng ta trong cái bối cảnh như vậy. Thì đó cũng là một điều em xin thưa với anh, đó là bổn phận. Còn anh có ý kiến với em là về vấn đề mà giúp cho các thương doanh gì đó. Thì trong chuyến đi vừa rồi ở Việt Nam, em cũng may mắn có các luật sư rồi các những ấy họ góp ý cho em. Rồi họ nói rằng là họ muốn hợp tác với em mở văn phòng cố vấn. Tại vì họ nói là kiến thức luật pháp của em ở Mỹ, ở nơi chỗ địa phương này thì em rất là tự tin rồi. Cái chuyện mà địa phương này mà luật sư tranh cãi thì không mấy ai qua khỏi được em. Cho nên em cũng xin thưa với anh là em chắc là em sẽ cộng tác vài văn phòng luật sư ở Việt Nam để cố vấn cho họ như thế nào các những người họ cần đó, về làm ăn ở mình. Các cụ còn cần nghe thêm không? Các cụ còn cần nghe thêm không ạ? Nghe thêm thì em cho các cụ nghe thêm vài phút nữa cho nó vui. Em tóm tắt lại là rất nhiều nội dung trong clip này, trong đó có cái nội dung là ông Nguyễn Thanh Sơn, ông ấy bảo là Hùng về nước thông qua góc nhìn Hoàng Duy Hùng ấy là đã chứng minh được 80% là thực lòng về với đất nước rồi.
Trong khi đó là ông ấy bỏ qua tất cả những cái gì, từ xuyên tạc lá cờ Cộng sản này, lá cờ Tổ quốc này, Fidel Castro này, bản tuyên ngôn độc lập này, tuần lễ vàng này, Mậu Thân 68 này. Và cái đợt về đó đi lang thang khắp nơi lên biên giới, có ông Nông Thủy Sĩ rồi ông tiến sĩ gì nữa về biển đảo kia đấy. Nó đi xin lỗi Bác Hồ xong nó bảo trả danh dự cho Bác Hồ này, xong nó tuyên bố là tội đồ dân tộc này, anh Thanh Sơn phớt ra ngoài tai hết, đúng không? Và tình cảm của Nguyễn Thanh Sơn với Hoàng Duy Hùng là tình cảm không thể chia rời nhá. Còn Hoàng Duy Hùng thì khoe khoang là gì, báo cáo với anh Thanh Sơn là nhận nhiệm vụ, nhận lời từ anh ấy thì em đã làm được một số cái bài báo, nhưng mà chưa, lúc này chưa đi Trường Sa. Thời điểm đó là gửi lên báo Đại Đoàn Kết chính là góp ý cho nhà nước Việt Nam về thế này thế kia ấy. Nó dành hẳn một phần bài báo ra, nó chửi ông Nguyễn Tuấn Anh. Coi như ông Nguyễn Thanh Sơn cũng không biết. Tiếp tục tình cảm anh em ta không thể chia rời. Đấy. Tóm lại là nó là như thế. Vậy thì bây giờ ấy. Tôi nghe vậy đã nói trong tim còn nhiều chi tiết hay lắm. Thế thì bây giờ là thế này. Thực ra thì từ để em hạ cái loa để không tí nó lại vọng, nhưng nãy lại dài quá thì ồn không nghe được. Thế đây ở khía cạnh thứ nhất thì mới thấy học trò của em nó rất là xảo quyệt. Bản thân ông Nguyễn Thanh Sơn ấy thì ông bảo là ông Hùng cần chứng minh. Thì Hùng đã chứng minh được 80% rồi, 20% còn lại thì Hùng chứng minh cái gì? Hùng chứng minh là bằng cái kiến thức của mình ấy. Đại loại ông nói là trong nước Việt Nam thì nhiều chuyên gia giỏi lắm, nhiều người giỏi lắm, nhưng có thêm một Hoàng Duy Hùng để dùng cái kiến thức pháp lý của mình, là luật sư ấy, là hiểu biết về pháp lý của mình, được đào tạo ở Mỹ thì góp thêm cho tiếng nói để bảo vệ cái chủ quyền biển đảo. Thì cháu nhà em ấy, cháu bom nhà em đi công bố là nó nhận nhiệm vụ nó làm cái việc này. Coi nhà nước giao cho ông Nguyễn Thanh Sơn là cái căng củ gì mà ông ấy giao cho nó, ông thay mặt nhà nước giao cho nó cái việc đấy, hiểu không? Ông chả là cái gì cả. Ông đơn giản là ông đề nghị cái thằng em có thêm cái tiếng nói với nhà nước bằng trên khăn ngôn trên không gian mạng này, bằng các bài viết. Nhưng mà nó đã có bài viết nào chưa, mà chỉ có xuyên tạc công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia để lấy cơ sở pháp lý đòi lại Trường Sa, Hoàng Sa à. Đấy, cái kỳ vọng và cái mong ước của anh Nguyễn Thanh Sơn như thế đấy. Nhưng mà nếu khi mà thằng em của anh rạch tan hết cả lịch sử ra, xé toạc ra, xuyên tạc đầy đủ các kiểu, mồm anh câm như hến, đúng không? Câm như hến, riêng quả này quả câm như hến. Có mỗi một lần nó xuyên tạc, nó bảo là đảng không liên quan gì, đại hội đảng là việc nội bộ của đảng, không liên quan gì đến sự phát triển của quốc gia dân tộc, không liên quan đến vận mệnh của đất nước hết. Nó nói láo như thế cái hồi Tết năm ngoái năm kia ấy, cái hồi đại hội đảng ấy, ông ấy hoảng quá, ông ấy vội vội vàng vàng, ông ấy phải nhảy lên phố Vô Gia TV, ông ấy nói, bởi vì làm sao, đã chót nói trước bản dân thiên hạ là gì, tôi lấy cả cái sinh mạng chính trị của tôi để bảo lãnh cho Hoàng Duy Hùng, nếu mà Hoàng Duy Hùng mà không đảm bảo như thế thì tôi chết. Khác đấy thì anh Ba Hy bảo anh làm, anh bảo vệ em là theo quan điểm của bộ mà. Phiền chưa, nó phiền không? Thế không biết là cái anh Sơn, anh không biết có ý thức được rằng cái chuyện là nó thâm căn cố đế rồi thì không thể thay đổi, không thể cải tạo được. Thế nhưng mà anh vẫn cố đấm, nói thẳng thắn là đối với nhân vật Hoàng Duy Hùng này là anh Sơn là cố gắng giữ hình ảnh của mình để làm những cái thao tác cố đấm ăn xôi. Thời điểm đó là thời điểm vào tháng 4 nhỉ? Yeah. Tôi xem cái bài này nó đăng vào ngày bao nhiêu.
Để có 30 tháng 4 trăm triệu người vui không có người buồn. 29 tháng 4. Thời điểm này là cái thời điểm mà cái bài đầu tiên chỉ mặt đặt tên Hoàng Duy Hùng đang thực hiện cách mạng trắng, đang gây rối ở Việt Nam bằng cách mạng màu, cách mạng trắng, đã đăng trên tạp chí nghiên cứu lịch sử của Bộ Công an, và không gian mạng người ta đã công bố đầy hết cả ra rồi. Đây, các trang mạng người ta tên gào anh Sơn rồi, đúng không? Nhưng mà cái này mới là cái đáng tiếc, đáng trách nhất đấy. Thế còn cái đoạn anh làm ngơ trước cái sự phản đối dữ dội của không gian mạng thì chuyện bình thường thôi, nhưng mà khi cơ quan chức năng nhà nước ấy, đặc biệt là Bộ Công an đã lên tiếng rồi ấy, anh Sơn cũng như anh Ba Hy làm ngơ. Làm ngơ, không? Mà nó xuyên tạc suốt từ năm 2019, 2020, 2021, 2022. Đến thời điểm mà anh đang nói chuyện với nó ấy, tròn 3 năm. Đúng không? Xong tư tưởng của anh Sơn là vẫn có cái kiểu này nha. Rồi, để tôi đọc lại một cái, đọc một số cái đoạn phỏng vấn ông Sơn trong bài báo này. Đọc đoạn ngắn ngắn này. Thưa ông, chúng ta hãy trở lại với câu chuyện về luật sư Hoàng Duy Hùng, đại sứ Nguyễn Anh Sơn. Năm 2012, lần đầu tiên tôi gặp Hoàng Duy Hùng tại nhà của anh ấy. Trong nhà Hoàng Duy Hùng có treo cờ vàng ba sọc. Khi gặp Hùng, với tấm lòng chân thành, tôi trao đổi rất nhiều vấn đề về lĩnh vực mình đang phụ trách. Buổi gặp kéo dài mấy tiếng đồng hồ, Hùng nêu ra những vấn đề gai góc để chúng tôi trả lời. Sau đó anh ấy mời chúng tôi ăn tối. Có thể nói tư duy của Hoàng Duy Hùng lúc đó, lúc bấy giờ là tư duy thăm dò và chống đối. Tất cả những vấn đề Hùng nêu ra, chúng tôi đều trả lời cụ thể. Đặc biệt chúng tôi giải thích cặn kẽ về nghị quyết 36 vì anh ấy là luật sư. Khi thấy Hùng bắt đầu có những biểu hiện lừng chừng cân nhắc thì tôi mời Hoàng Duy Hùng về nước để chăm nghe không bằng một thấy. Tôi nói anh về đi, năm sau tôi mời anh về. Khi ra về tôi nhắc lại với Hùng, anh nên về Việt Nam, tôi sẽ đứng ra mời và thu xếp cho anh một chuyến đi gặp gỡ các cơ quan chức năng rồi anh sẽ hiểu. Sau đó cuộc trở về của anh ấy như thế nào thưa ông, vân vân nhiều lắm. À, trong có những đoạn. Năm 2019, Hoàng Duy Hùng lại về, lần đó tôi thu xếp để anh ấy gặp một số đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và nhà nước ta và nguyên lãnh đạo các bộ ngành. Đó mới là cái bước đầu tiên để anh Sơn thu xếp cho nó. Thì bắt đầu là nó mới lấy các bức ảnh, lấy cái sự gặp gỡ bắt tay với các nguyên lãnh đạo, nguyên thủ quốc gia rồi các lãnh đạo khác, đem ra khè thiên hạ để dọa thiên hạ một thời gian, làm cho biết bao nhiêu người ngu muội đâm đầu được đi theo đấy, đúng không? Tôi cùng anh em Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài mời cơm anh ấy. Khi đến thăm tôi tại nhà riêng, Hoàng Duy Hùng đã thể hiện tình cảm rất xúc động. Anh ấy xin nhận tôi làm anh em kết nghĩa. Phóng viên, đó không phải là chuyện tình cờ. Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn, lần này Hoàng Duy Hùng tận mắt chứng kiến thay đổi thực sự rất to lớn của đất nước so với năm 2013. Anh ấy chia sẻ, Việt Nam không chỉ thay đổi từng năm nữa mà từng quý, từng tháng. Mỗi một ngày đất nước chúng ta lại có sự thay da đổi thịt, mỗi một năm chúng ta lại đi lên. Chuyến về đất nước năm 2019 là chuyến về quyết định của Hoàng Duy Hùng, khẳng định quay lại hay không quay lại với quê hương đất nước. Từ năm 2013 đến năm 2019, Hoàng Duy Hùng có 6 năm để suy nghĩ, đánh giá lại tư duy của mình, quyết định ảnh hưởng cho
tư tưởng và hành động của mình. Sau khi về, anh ấy thấy rõ là tình hình đất nước của chúng ta không thể đảo ngược, vị thế của Việt Nam đã được khẳng định trên trường quốc tế. Rồi, cái này là bắt đầu là lời của anh Sơn, bắt đầu đoạn sau này bắt đầu là đan giọng, có vẻ là mang hơi hướng ba que rồi đây này. Sau chuyến trở về Việt Nam năm 2013, Hoàng Duy Hùng bị rất nhiều tổ chức bên Hoa Kỳ đe dọa, thậm chí đến mức vợ chồng phải chia tay. Cộng thêm công việc ở văn phòng luật sư cũng không được thuận lợi như trước, và anh ấy đã bước sang tuổi 60. Tuy nhiên, Hoàng Duy Hùng vẫn quyết tâm lập kênh YouTuber Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng, thể hiện tư duy, tư tưởng thực sự hướng về đất nước. Đấy là một cái nhận định, đánh giá của anh Nguyễn Thành Sơn vô cùng sai lầm. Vô cùng sai lầm của một chính khách. 2019 nó cầm con dao bầu về với cái mồm leo lẻo yêu nước, hay là nó đã thực sự, mà anh đã kết luận là nó thực sự. Đấy, đây là một sự kết luận nha. Anh nó mất bị nhiều tổ chức chống phá đe dọa, ok, cái này tôi cho là có đi, đến mức vợ chồng phải chia tay. Xin lỗi anh Nguyễn Thành Sơn, vợ chồng nó chia tay vì cái gì? Vì cái thằng nát rượu nó đi quậy. Năm 2018, năm 2010, chúng nó vẫn còn mặn nồng tha thiết lên đài tiếng quê hương. Đây là hậu phương vững chắc trên cái con đường của anh ấy đấu tranh. Hả? Đầu năm 2019 chúng nó còn quấn quýt nhau như đôi sam ấy. Thế mà năm 2013 về bị khủng hoảng đến mức độ là bị mất cả vợ. Anh Sơn có thấy là mình tự vả vào mồm mình hay là ai vả? À, anh Nguyễn Thanh Sơn không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, ông có nói Hoàng Duy Hùng chỉ mới hoàn thành 80% kỳ vọng của ông. Câu trả lời của Ngài Đại sứ thật là tuyệt vời. Có người ở một số cơ quan chức năng nói với tôi Hoàng Duy Hùng là người chống cộng, thâm căn cố đế, lại được đào tạo bài bản ở Hoa Kỳ thì không thể thay đổi được. Biết đâu bây giờ anh ta lại chuyển sang hoạt động chống phá hòa bình. Tôi cho rằng đó là quyền nghĩ, đánh giá của mỗi người. Trong thâm tâm tôi thực sự mong muốn Hoàng Duy Hùng trở về đất nước để hưởng tình thương cũng như sự khích lệ nhân đạo của nhân dân trong nước dành cho mình. Tôi tâm sự với Hoàng Duy Hùng, 80% chú đã thành công việc hiện thực, được mong muốn trở về đất nước. 20% nữa chú phải đưa ra những kiến nghị trực tiếp trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Đây, đây mới là cái việc nó bảo là nó nhận nhiệm vụ từ phía nhà nước thông qua anh Sơn đây. Và nó nhận nhiệm vụ để là đấu tranh lấy lại chủ quyền biển đảo bằng những cái gì thì anh Sơn đã nghe rồi. Báo chí của Đảng Cộng sản, thậm chí người ta đăng đến 63 tỉnh thành rồi, thưa anh Sơn. Và cộng đồng mạng thì người ta dội đến tai anh Sơn hàng ngày hàng giờ, thưa anh. Đấy không? Ai mà không công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia thì kẻ đó là tội đồ dân tộc. Ủa thế anh không lên tiếng về vấn đề này thì có nghĩa là người ta bảo im lặng thì là đồng ý. Trong trường hợp này im lặng là đồng ý đấy. Vậy thì anh Sơn hãy tự loại mình ra khỏi thành phần tội đồ dân tộc đấy. Đâu có cần phải đứng trong hàng ngũ của Hồ Chí Minh nữa. À, đơn giản thôi, nhờ anh Nguyễn Anh Sơn. Phải không? Có thế thôi. Đơn giản. Mặc áo giống cái gì? Giống bảo beo à? Mình có cái gì đấy giống giống người ta thì cũng phải thế. Tôi chia sẻ để chứng minh cho những người còn đang suy nghĩ về Hùng theo cách này cách khác, Hùng hãy chứng minh bằng hành động. Thứ nhất, hãy đưa ra khuyến nghị cho các cơ quan chức năng các biện pháp đấu tranh luật pháp với luật pháp Mỹ để công bằng hơn trong thương mại. Nêu những giải pháp bảo vệ các doanh nghiệp của chúng ta xuất khẩu hàng sang Mỹ không bị thiệt hại. Ôi trời đất ơi, anh sống tại Mỹ, anh được đào tạo ở Mỹ, anh hiểu hơn ai hết. Thì anh phải mách nước cho chính phủ, cho các doanh nghiệp Việt Nam để chúng ta không bị áp đặt, không bị lép vế.
Đấy là ý kiến của ông Nguyễn Anh Sơn. Vậy thì thưa anh Sơn, nó đã làm được cái gì giúp đỡ cho cái nước Việt Nam này về mặt kinh tế, về mặt thương mại, về mặt luật pháp chưa? Như nó lời nó khoe khoang toang toang trước mặt anh ấy, nó bảo ở bên Mỹ, đặc biệt là ở cái nơi nó sống ấy, ở Cali kia ấy, ở Houston, Texas kia, thì là luật sư về cái năng lực hùng biện tranh cãi thì không ai qua mặt được nó. Nó nói vỗ vào mặt anh ngay trên đài News CCTV đấy. Thấy không? Nó đã làm được cái gì chưa? Hay là nó đổ những cái thứ của ngon vật lạ mà cái người dân Việt Nam rất là dị ứng ra, là tràn ra không gian mạng, nó hoành hoẹ, bây giờ nó thách thức, nó phủ nhận cả tiếng nói của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi thấy có một ông đồng nghiệp nào đó của anh nói rằng cái thằng cha nào ấy, nó đi ra bảo vệ chùa Ba Vàng, đi bảo vệ chùa Ba Vàng cho đến lúc là người ta vạch mặt chùa Ba Vàng ra, rồi nó đi, nó chạy mất hút con mẹ hàng luôn. Thế bây giờ anh lại phải chăng anh lại có một cái kiểu nó giống như là cái bọn Ba Que, cái kiểu đem con bỏ chợ ấy. Ngày xưa thì ra sức nhận lấy cái sinh mạng chính trị của mình ra để bảo lãnh cho Hoàng Duy Hùng, mà bây giờ đến nỗi nó như thế này, vạch mặt nó ra mà bây giờ nó vẫn còn thách thức cả tiếng nói của Đảng Cộng sản, thì bây giờ anh lại cũng mất hút con mẹ hàng lươn. Thế thôi. Chưa bao giờ mà tôi thấy Cộng sản với Ba Que giống nhau như thế này. Không phải giống nhau về chất đâu, nhưng mà một số cá nhân này sao mà nó giống nhau thế? Kinh lắm. À... như thế thì lấy là nhiệm vụ của nhà nước đấy chứ. Tôi mà giúp đỡ nhà nước về mặt giao thiệp kinh tế thì tôi ở Hà Nội, ở Sài Gòn. Tôi mà được cố vấn về chính trị thì tôi ở Hà Nội. Nó có mẹ nó hai trụ sở rồi đấy anh Sơn. Nó giúp được cái gì chưa? Hả? Hay là mồm nó toe toe ra, nó đi vào trong lăng Bác Hồ, nó bảo tôi trả lại danh dự cho Bác Hồ. Xong đến lúc nó ra khỏi lăng này, nó lại bảo là Hồ Chí Minh là tội đồ dân tộc đấy, bởi vì ai không công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia là tội đồ dân tộc mà. Tôi nói thật chứ hôm nay tôi rất là hy vọng anh Sơn vẫn còn ý thức được mình là tội đồ dân tộc. Chứ còn anh không phải tội đồ nữa thì đéo biết là đâu là Cộng sản, đâu là Ba Que. Đâu có giúp đỡ được cái gì kinh tế đâu, về chính trị thì như thế, Việt Nam Cộng Hòa đấy, nhiều thứ lắm. Chứ không biết là ông Chan Kham ông bảo là cái gì nhỉ, đến lúc người ta vạch cái mặt cái chùa Ba Vàng ra rồi thì chẳng thấy ông ấy nói cái gì hùng hổ như ngày xưa nữa, ông chạy mất hút con mẹ hàng lươn. Thế bây giờ thằng em mắc nạn như thế này thì chán thấy thằng anh nào ra mà 80% hay 20% ở đâu. Chẳng thấy khuyên em vào Đảng Cộng sản ở chỗ nào. Bảo em đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ Trường Sơn thì em không thấy đến. Em nói, anh nói một câu để em trả treo một câu. Bây giờ em vỗ vào mặt Đảng Cộng sản rồi thì thằng anh chạy mất hút con mẹ hàng luôn. Nhưng mà tư tưởng của ông anh cũng hơi thấy cũng hơi buồn. Buồn quá. Nguyễn Thanh Sơn giống Nguyễn Đình Bin rồi. Chưa đến nỗi như thế. Chưa đến nỗi như thế. Nhưng mà cách hành xử thì làm cho người ta thấy có một số cá nhân Cộng sản lại thấy giống Ba Que về cách hành xử ấy. Ủa? Thế kiểu này là biết nói kiểu gì anh Nguyễn Thanh Sơn? Mà tôi nói thế này nhá, anh tạo điều kiện cho nó cái chuyến đi Trường Sa năm ngoái ấy, phải không? Cái chuyến đi Trường Sa năm ngoái ấy, nó với thằng cha Đức Đầu Bạc, hai tay nguồn gốc Việt Nam Cộng Hòa, cũng từng chống cộng có sừng có mỏ,
Chỉ vì những cái việc nhỏ nhặt, mâu thuẫn cá nhân với nhau, hằn học nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn, đến lúc lên tàu đi Trường Sa còn hằn học với nhau, nhưng mà không biết là nhờ mấy ông ủy ban người Việt ở nước ngoài ở sao đấy, rồi phóng viên Hoàng Hướng nào đấy, rồi là dàn xếp thôi các anh hãy dàn hòa với nhau đi. Thế là chúng nó biến mẹ nó thành chuyến đi hòa hợp dân tộc đấy anh Sơn. À, cái bắt tay hòa hợp dân tộc đấy. Mẹ nó chứ hai thằng ba que bắt tay nhau hóa giải mâu thuẫn cá nhân. Thế là chuyến đi Trường Sa hòa hợp dân tộc. Mẹ chi phí cho một con người lên được tàu đi ra Trường Sa mất bao nhiêu mà anh đem lại cái ý nghĩa hòa hợp dân tộc khao đẹp quá nhỉ anh Nguyễn Anh Sơn. Đúng không? Xong rồi về nó lừa nhau từng miếng một lên xe. Thằng thì bảo hai tiếng tán được một đứa. Thằng thì khoe bắt đầu là đứa trẻ hơn, vân vân và vân vân. Xong cuối cùng lại đi hục hạc lại chửi nhau. Bây giờ có nhìn mặt nhau đâu. Nếu mà hòa hợp dân tộc hiểu theo kia nghĩa như thế mà anh Sơn không nói gì thì bây giờ nó cũng đếch hòa hợp được với nhau. Đức Đầu Bạc với Hùng bây giờ nhìn thấy nhau đâu, nhìn mặt nhau đâu. Thế cái này thì bây giờ cái hòa hợp dân tộc theo cái nghĩa hai thằng trỏ lá, hai thằng ba que bắt tay nhau thì gọi là hòa hợp dân tộc, thì nó có đúng với tinh thần hòa hợp dân tộc của Đảng và Nhà nước không anh Sơn? Ông mà trả lời được câu này á, tôi đâm đầu vào tường vỡ luôn mông, tôi nói thẳng ông Sơn thế. Thế từ ngày nó đi Trường Sa về nó giúp được cái gì, về ý kiến gì, với tư cách là một luật sư quốc tế, nó vỗ ngực, nó nhận nhiệm vụ từ Anh và từ Nhà nước để bảo vệ được cái chủ quyền, đưa ra được cái ý kiến gì hay nó gây rối loạn, nó phá hoại, nó xuyên tạc lịch sử để mà anh lại chạy mất hút con mẹ hàng lươn, không nói một cái gì. Rồi không biết là có một cái sức ép nào đó, một cái vòng kim cô nào đó chằng lên đầu lên cổ ai đó ấy. Một cái đám cưới mẹ, kể cả người bảo vệ và mẹ, cái khách mời du thủ du thực 47-49 con người, có một ông nguyên thứ trưởng ngoại giao ra làm chủ hôn một đám cưới, lương không ra lương, công giáo không ra công giáo. Rồi bắt đầu là mẹ, biến nó thành cái đám cưới hòa hợp dân tộc phát sóng trên khắp thế giới. Hôm nay tôi còn chưa nói đến cái việc là này, cầu siêu ở Trường Sa nhá, bởi vì ngày xưa tôi nói một lần rồi. Mẹ nó chứ. Thằng về nó xuyên tạc nỗi mẹ truyền thông của Đảng và Nhà nước, truyền thông của quân đội, của công an vạch mặt nó ra rồi, bây giờ nó còn quay lại nó thách thức. Thế mà có một cái lão nào đó là cán bộ cao cấp bảo là đem sinh mạng chính trị ra để đảm bảo cho nó, chạy mất hút con mẹ hàng lươn, đéo thấy nói gì. Hay chui mẹ vào chùa Bá Vàng tu rồi. Thằng Hùng ơi, tao ra hôm nào tao ra hạn cho mày 72 tiếng đồng hồ mà mày ăn nói tử tế ấy, là tao có ý mà để tìm ông anh mày ở đâu để ra cứu mày đấy. Chứ còn bây giờ tao dập sập cái kênh của mày ấy, nó chỉ là cái lật bàn tay này nhá Hùng nhá. Tao nói cho thằng Hùng Bó biết là như thế nhá. Mày tìm anh mày ra cứu mày đi. Ông ấy ăn phục quân phục tướng thì cái chuyện này ông có lý do hợp lý. Ơi kính thưa các cụ, kính thưa quý trưởng thượng quốc nội và hải ngoại, kính thưa mấy anh Nguyễn Thanh Sơn, là em làm nhảm là cũng được 1 tiếng 11, 12, 13 phút rồi, 11 phút rồi, 12 rồi. Rồi cảm ơn mọi người đã vào ủng hộ Biên Ải. Rồi những cái người chưa suy nghĩ cẩn thận đã chửi Biên Ải cũng cảm ơn nốt, không có vấn đề gì cả. Lần sau các vị ăn nói thì cân nhắc hơn. Bây giờ là xin chào, cho phép Biên Ải đóng lại cái live stream ở đây. Kính chào các cụ nha, chúc các cụ ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.